Hook. Ayah. Chào anh em, nay mình có một trận banh với lại Man United Barca gặp Real Madrid. Đó, nhưng mà đồ thì mình còn cầm đây. Đó. Đồ của sân Football Arena màu vàng, áo Barca và gặp đội của Real, và mọi người đang chuẩn bị phía bên kia. Có đường hầm đi ra luôn. Quá xa đã. Và tại vì mình đến sân trễ nên mình không có chào sân cùng với mấy anh em trong đội ha. Sân này Football Arena Bình Thạnh. Rồi bước ra cầm banh đi luôn. Quá dữ dội. Mình bên phe áo vàng đấy. Thì resign này theo Barcelona rồi. Mình số 13. Ok, thay đồ cái đã. Trận banh ngày hôm nay là do công ty truyền thông La Liga ở Việt Nam tổ chức nha anh em. Đội áo trắng là hội cổ động viên của Real Madrid ở Sài Gòn, còn áo vàng là mấy anh em bên phe đội chủ sân Football Arena gọi lên, chứ không phải là fan Barca gì đâu nha. Khởi động. Hay quá, số 19. Cái này phải quay mà, tại sao không có quay? Đang quay nè. Bên kia có là mét 81 kìa. Nếu mình làm clip hướng dẫn freestyle với cái góc quay như thế này thì anh em có ủng hộ không? Comment cho mình biết với nha. Hello Phương. Không quen ai cả. Cả áo vàng và áo trắng. À, quen Phương với lại Nghĩa dưới. Ấy, vậy thôi. Xuyết tí trúng ngay đầu. Hay thế. Bước trong Phương, chạy về. À. Biên. Chạy về. Dứt. Tiếng hai. Hết cây. Tốt. Hết.
Thôi đứng luôn rồi. Hai vào đi. Ok. Dạ. Đây đây đây. Bên. Tiếng hai nha. Đó ok, sắc lâu. Thổ Phương ơi. Nhặt lại nè. À. Ok. Phương. Còn, ok. Nếu pha này trả về cho mình thì mình dứt điểm nhân trái luôn. Rồi, đã dọc anh luôn. Thấu chung ơi. Thôi. Ây da. Mấy pha bóng ập vào nhanh như thế này thì rất là dễ xỏ háng nè mọi người ơi. Nhưng mà bóng qua, người ở lại. Pha này cầu thủ đội bạn lao vào tranh chấp và tự té luôn. Cú té cũng khá là nguy hiểm. Lâu rồi. Tập trung rồi. Chập biên. Để camera mình đợi đầu. À. Đại Vương. Đúng.
Rồi bỏ bỏ rồi. Nhìn người lên em, nhìn người lên em. Rồi đó được, được, được. Đừng chạy. Bắt. Ấy da. Bên đây lại, bên đây lại. Tốt Phương ơi, dễ anh. Rồi. Phương. À. Tiếp cái nữa. Dập Phương kìa. Nó đi. Đi nhiều quá. Nghe. Hơi. Hơi. Rồi đá liền, đá liền. Thôi. Đi lên, đi lên. Đây. Góc hẹp quá. Ừ, ném trong. Bỏ
Ok. Tháng 6 7. Tôi nghĩ là kiếm mồ hôi. Hôm nay là mình đá với hội La Liga. Dạ. Cảm ơn. Ok, vậy là một trận thi đấu nữa. Trận này đá cho siêu kinh điển giữa Barca Real ha. Và thắng với mình bên Barca, thắng tỷ số 7-6. Mà mình không quay mấy tỷ số trận kia, chỉ quay mấy pha mình không. Thôi rút kinh nghiệm, đợt sau mình quay luôn mấy cái bàn thắng trong trận của mấy anh em luôn nha. Ok, trận sau nha. Còn em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.